Xin kính chào quý vị khán thính giả của Việt Catholic. Nhân dịp Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka đến thăm viếng và giảng thuyết trong Đại hội Thánh mẫu tại Cộng đồng Công giáo Việt Nam Sydney, Việt Catholic hân hạnh được đón Đức Tổng Giám mục Phêrô để Ngài chia sẻ với quý vị hôm nay. Hiện diện trong studio Việt Catholic Sydney, chúng con xin mời Đức Tổng chào thăm anh chị em khán giả của Việt Catholic. Tôi muốn chào tất cả quý thính giả, khán giả của Việt Catholic và chúc quý vị được bình an, mạnh khỏe. Xin mời cha Chu Văn Chi, Chủ tịch Tuyên úy đoàn của Cộng đồng Công giáo Việt Nam Liên bang Úc Châu chào thăm anh chị em khán giả của Việt Catholic. Vâng, đại diện Cộng đồng Công giáo Việt Nam toàn Australia, chúng con kính chào Đức Tổng và welcome Đức Tổng. Rồi cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và xin kính chào toàn thể Cộng đồng Công giáo Việt Nam trên toàn thế giới, đặc biệt Liên bang Úc Châu chúng ta nói chung. Chúng ta có một hình ảnh rất là đẹp, một vị mục tử Việt Nam là sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka. Đối với ngành ngoại giao đoàn thì là Ngài là người có chức vị cao trọng nhất trong giáo hội của chúng ta hiện nay. Và chính vì vậy chúng tôi đặc biệt mời Ngài đến đây để chia sẻ với quý vị khán giả của Việt Catholic. Và kính thưa Đức Tổng, chúng con biết là Đức Tổng Giám mục trong với vai trò là sứ thần tòa thánh tại Sri Lanka. Mà sứ thần tòa thánh anh chị em biết là cái gì không? Là đại diện Đức Giáo Hoàng. Nó rất là quan trọng ở chỗ đó. Và Đức Tổng Giám mục Phêrô của chúng ta làm sứ thần tòa thánh tại nhiều nơi, ví dụ tại Phi Châu, Costa Rica, Mỹ Châu, Nam Mỹ, rồi tại Sri Lanka bây giờ. Vậy Đức Tổng có thể cho chúng con biết cái vai trò sứ thần tòa thánh là gì để cho chúng con hiểu được cái vai trò đấy của Đức Tổng? Tương đương với bên xã hội ở ngoài đó thì sứ thần có cái chức vụ như là đại sứ, thì tôi kiểu như là làm trung gian giữa Đức Giáo Hoàng và cái sứ tiếp tôi, trường hợp này là Sri Lanka. Không biết quý vị có rõ vị trí của Sri Lanka nó nằm chỗ nào không? Nó là một cái sứ rất nhỏ cạnh bên Ấn Độ, cũng là Á Châu của chúng ta, khí hậu cũng vùng nhiệt đới. Vâng. Cũng giống như Việt Nam, cây trái cũng có sầu riêng, mít, bưởi, cũng như là ở bên Việt Nam chúng ta. Thì đại diện cho Đức Giáo Hoàng trong cái sứ đó, trong chính phủ, tôi cũng trình ủy nhiệm thư. Và công việc chính là lo cho giáo hội ở bên cái sứ mà tôi được hân hạnh đại diện Đức Giáo Hoàng ở Sri Lanka. Thì hiện giờ tôi cũng đang tìm những người mà có thể làm giám mục. Mỗi xứ có các đức cha. Ở trong Sri Lanka thì có 12 địa phận. Thì họ đang cần 2-3 giám mục mới. Thì công việc của sứ thần là giúp Đức Giáo Hoàng để tìm coi ai có thể làm giám mục được. Thì tôi phải nhờ các giám mục, các linh mục và cũng một số giáo dân để họ hướng dẫn, để họ chỉ cho có những ai có khả năng để làm linh mục, để làm giám mục. Thì sau đó tôi sẽ gửi cái hồ sơ về Roma. Trường hợp của sứ Sri Lanka thì tôi gửi về Bộ Truyền giáo. Thì từ đó các hội đồng của các hồng y họ soát lại các hồ sơ rồi trình lên Đức Giáo Hoàng. Khi Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm linh mục nào đó làm giám mục thì tôi phải hỏi cái linh mục đó có đồng ý nhận cái đó không. Có nhận. Vâng. Dạ. Nếu nhận thì sẽ được phong chức làm giám mục, nếu không thì phải tìm người khác. Vâng. Yeah. Thì đại khái công việc chính là chỗ đó, nhưng mà cũng như tôi đang thăm ở Sydney thì trong các địa phận, các trường học, nhất là các trường học công giáo, các đại học,
với lại các họ đạo, họ cũng mời tôi đi thăm. Vâng. Dạ. Có hồi họ mời đi làm phép thỉnh sức hay là cho lễ giỏ lòng, thì tôi tới làm lễ rồi gặp dân chúng ở bên Phi Châu, thì dân chúng nó rất niềm nở. Ở Sri Lanka cũng vậy, cũng giống như Việt Nam. Nam Mỹ thì ra Nam thầy. Mỹ cũng vậy. Dạ, họ rất quý mến Đức Giáo Hoàng. Thì họ rất chuộng vị đại diện của Đức Giáo Hoàng, thì tôi cũng rất là vui mừng để mà giúp Đức Giáo Hoàng trong công việc này. Vâng. Là một giáo dân, chúng con xin Đức Tổng cho chúng con biết qua về giáo hội và dân tộc Sri Lanka. Như hồi nãy tôi nói là có 12 địa phận ở thủ đô gọi là Colombo, thì Đức Tổng Giám Mục là một hồng y. Tổng số các giám mục thì khoảng 15 vị, có một số về hưu. Và như hồi nãy tôi nói là có một vài địa phận cần các giám mục mới. Tỷ số của giáo dân của mình thì vâng, chỉ có 7% thôi. 7%. Tức là mấy triệu Đức Tổng vậy? Dân số cách chung là 20 triệu, thì công giáo của mình chỉ có 1,5 triệu thôi. Nhưng mà các họ đạo rất là sốt sắng, các thiếu niên, các trẻ em tham dự thánh lễ rất là hăng hái sốt sắng, cũng tổ chức rước lễ giữa lòng, phép thiên sức và tổ chức các lễ, thích nhất là về hành hương. Có nhiều thánh lắm, có bà Thánh An Na, Đức Mẹ, Thánh Sebastian, Thánh An Tôn. Thánh An Tôn cũng đắt khách lắm, không vâng. phải là cho người Công giáo không, mà cả các đạo khác họ cũng tới, cũng cầu cũng khấn tới. Thánh An Tôn. Tôi có nói Đức Giáo Hoàng hôm ngày tới thăm đó, thì bên Tích Lan Phật giáo nó là tiểu thừa, thì theo cái giáo lý của tiểu thừa thì Đức Phật ở trên Niết Bàn chứ không có giúp ai được hết trơn. Thành ra tôi nói với Đức Giáo Hoàng, tại vì các tín hữu Phật giáo đó xin Đức Phật giúp thì không được, thành ra họ chạy qua xin Thánh Ông Tôn thì họ được nhiều ơn lắm. Thì tôi có gặp một cha để lo cho cái đền thờ Thánh An Tôn đó. Ngài nói tôi là những người không có đạo lại được rất nhiều ơn hơn là những tín hữu Công giáo. Tôi hỏi tại sao vậy? Ngài nói là họ tin Thánh An Tôn nhiều lắm, thành ra Thánh An Tôn giúp rất nhiều. Hôm trước tôi cũng có thăm một cái đền Thánh An Tôn, thì có một cái bà mẹ Phật giáo đang ở trong cái nhà thờ đó. Bà ẩm đưa con gái bị đau yếu, bà cũng nhờ tôi cầu nguyện cho con gái được lành bệnh. Thấy họ cũng sốt sắng lắm, rất là tin tưởng. Dạ, họ vâng. tin tưởng và họ cũng được ơn nhiều lắm. Vâng. Dạ. Thí dụ như lúc mà rước lễ đó, những người không Công giáo thì họ không có rước lễ, nhưng mà họ cũng lên cũng thánh, rồi họ đụng ông cha. Có mang phép lành đấy chứ phải không? Dạ, có. Vâng. Họ cũng xin phép lành, rồi xin cầu nguyện. Dạ, nhiều người được ơn. Dạ, cũng xin Đức Mẹ nữa. Ở đó có một cái đền thờ Đức Mẹ, họ cũng làm lễ kính Đức Mẹ như là La Giang của mình. Ngày 15 tháng 8 vâng. năm ngoái thì Đức Cha có mời tôi tới làm lễ ở đó. Thì những người tới tham dự thì cũng khoảng chừng 600 ngàn người. 600 ngàn người? Dạ. Mà không có khách sạn, không có nhà cửa. Họ đến đó họ căng liều ở ngoài trời, rồi họ nấu nướng, họ tự ăn chứ không có quán ăn, không có tiệm ăn gì hết. Họ ở cả tuần lễ, cả gia đình, họ đi cả gia đình. Vâng. Dạ.
rất là sốt sắng đặc biệt. Vậy kính thưa Đức Tổng vừa nói với chúng con là cái năm 2015 mà chúng tôi biết rõ một điều, Ngài là sứ thần thủ thánh bên Sri Lanka, mà Sri Lanka được gọi là Tích Lan, chúng ta nghe không? Tích Lan rất lâu đời rồi và là một đất nước đa số là Phật giáo, gọi là quốc giáo. Vậy Đức Tổng cho chúng con, quý khán giả của Việt Catholic Net biết cái sự kiện đón Đức Thánh Cha năm 2015 thế nào, với vai trò vị sứ thần tòa thánh trong một cái đất nước đa số là Phật giáo như vậy, thưa Đức Tổng? Chính phủ lo tiếp rước Đức Giáo Hoàng từ mấy tháng trước, tổ chức rất là chu đáo, hội họp, tức là Bộ Ngoại giao mời các nhân viên chuyên môn về các ngành thì an ninh, là trật tự, là điện nước này kia, họ mời các giám mục, rồi mời tòa sư thần tới để dự. Họ lo lắng từng chi tiết, máy bay thế nào, rồi chuyên chở như thế nào, đường xá như thế nào, rồi treo cờ ở đâu. Họ chuẩn bị hết vậy đấy. Chuẩn bị hết từng chi tiết. Họ tính từng giờ, rồi đem mấy con voi ra rước Đức Giáo Hoàng nữa. Mấy con voi bự to nhưng mà không biết. Ở ngoài phi trường á? Dạ, đem ra phi trường, cả mấy chục con. Rồi họ mặc để phủ cái khăn này kia đẹp lắm. Đức Giáo Hoàng vẫn nhớ là họ có đem voi để tiếp Đức Giáo Hoàng. Thì tôi nói là họ mến mộ Đức Giáo Hoàng lắm. Thì họ mới tổ chức như vậy. Thì đó là cái chính phủ trước khi Đức Giáo Hoàng tới thì họ tổ chức bầu cử. Thì cái ông tổng thống trước mà chuẩn bị tiếp Đức Giáo Hoàng, ông mất chức, tại vì mất cử, họ không có bầu cử lại cho ông. Thành ra tổng thống mới cũng tiếp tục để tiếp Đức Giáo Hoàng, họ lo lắng rất là chu đáo. Họ xây một cái bàn thờ ở trên bờ biển đó để làm lễ, rồi họ tổ chức máy bay trực thăng để đưa Đức Giáo Hoàng và phái đoàn của Đức Giáo Hoàng của Tòa Thánh đi từ thủ đô tới cái đền thờ Đức Mẹ đó. Cách đó là 300 cây số, 300 cây số. Đi trực thăng thì cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thì sáng làm lễ ở bờ biển, có phong thánh một ông cha người Ấn Độ đã công khó làm việc giúp ở bên Sri Lanka. Rồi buổi chiều thì Đức Giáo Hoàng đi viếng Đức Mẹ. Thì dân chúng cũng khoảng ở bờ biển đó bao nhiêu khoảng ngàn? 600 ngàn. 600 ngàn, đúng. Mà họ tổ chức rất là trật tự. Từ 2-3 giờ khuya đã họ đã tới rồi. Họ chuẩn bị rồi. Chuẩn bị. Rồi ở trên chỗ Đức Mẹ đó thì cũng khoảng 500 ngàn. 500 ngàn người. Thì cả lương cả giáo đến hết. Tất cả mọi thứ đào hết. Họ tiếp Đức Giáo Hoàng rất là niềm nở, các thầy sư họ cũng ra họ đón Đức Giáo Hoàng, rồi tặng quà. Ở chỗ cái đài Đức Mẹ đó thì Đức Giáo Mục tặng cho Đức Giáo Hoàng một cái tượng khoảng chừng nửa thước, tượng Đức Mẹ. Thì sau khi ban pháp lành cho dân chúng rồi thì Đức Giáo Hoàng ấm Đức Mẹ đem vô nửa thước. Ngài rất yêu mến Đức Mẹ. Ở chỗ đó cũng dân chúng cũng tới cầu nguyện và được cũng rất nhiều ơn. Với vai trò là sứ thần tòa thánh tại nhiều nơi trên thế giới, thì xin Đức Tổng chia sẻ với chúng con những tâm tình buồn vui của người con Việt Nam trong vai trò quan trọng là đại diện cho Đức Giáo Hoàng tại các nơi mà Đức Tổng giám mục thăm viếng. Sứ Sri Lanka, tôi đang làm việc là sứ thứ 11. Tôi bắt đầu ở Panama. Lúc đó cũng có một số người Việt Nam ở bên đó, có cái kinh Panama, đào. Panama, Nam Mỹ đấy. Kinh đào Panama. Tôi thấy
làm việc cho Đức Giáo Hoàng nhiều nước, và mỗi nước nó có một cái tình trạng nó khác nhau. Thí dụ như tôi có qua bên Rwanda, trong lúc đó thì chiến tranh hai bên đang đánh nhau, và họ chém giết rất nhiều, họ giết các giám mục, linh mục và một số đông các tín hữu, rất là khó khăn. Nhưng mà tôi thấy cái sự hiện diện của tòa sư thần tại cái dưới đó có thể giúp để cho giáo hội được tổ chức trở lại, bởi vì kỳ đó là tan nát rất là nhiều. Và tôi nghĩ là dân chúng họ cũng biết ơn Đức Giáo Hoàng. Trong lúc chiến tranh đó thì Đức Giáo Hoàng có sai Đức Hồng Y Echegaray là người Pháp qua thăm. Lúc đó thì hai bên đang đánh nhau, thì tôi có tháp tùng Đức Hồng Y 3 ngày thì đi với một cái nhóm của chính phủ, sau đó thì chạy qua Uganda rồi trở vô Rwanda, thì theo cái đi với cái nhóm mà nó chống lại chính phủ khổ. Thì hai bên đang đánh nhau đó, nhưng mà Đức Giáo Hoàng cũng thương thì rất nổi tiếng sai người đến. Thì tôi thấy là Đức Giáo Hoàng rất quan tâm tới những vấn đề, những cái khó khăn của các nước, và muốn cho dân chúng được an bình. Vâng. Dạ. Vâng. Chúng con cảm ơn Đức Tổng. Thì với vai trò sứ thần tòa thánh, mà chúng ta gọi là Đức Khâm Sứ nhé. Chúng ta có thể hai tên, một là sứ thần tòa thánh, hai là Đức Khâm Sứ, giống như là Đức Khâm Sứ Henri Lemaître của Việt Nam chúng ta đó. Và vì vậy nên là với vai trò sứ thần và với vai trò là Khâm Sứ tòa thánh như vậy, Đức Tổng đã đi thăm nhiều các nước trên thế giới, gặp nhiều cộng đoàn Việt Nam. Vậy Đức Tổng cho chúng con cái nhận xét thế nào về các cộng đoàn Công giáo Việt Nam nói riêng và các cộng đồng Việt Nam hải ngoại nói chung, thưa Đức Tổng? Yeah. Trong các xứ mà tôi làm việc thì tôi có ở Paris, ở bên Pháp, thì tôi có liên lạc với nhiều cộng đoàn Việt Nam và... của giáo xứ ở Paris. Tôi thấy rất là sốt sắng. Còn những cộng đoàn Việt Nam khác cũng ở rải rác, thí dụ như bên Mỹ, thì tôi không có làm việc bên Mỹ, nhưng mà tôi có đi thăm. Vâng. Thì tôi nghe nói là các đức cha ở bên Mỹ đó, họ cũng rất là biết ơn các giáo dân, các cha Việt Nam, bởi vì họ giúp đỡ không những là giáo dân Việt Nam mà cả những người Mỹ nữa. Vâng. Thành ra sự hiện diện của Việt Nam cũng giúp cho các xứ đó được tiến tới, và thấy ở bên Mỹ cũng có nhiều ơn kêu gọi, cũng có các linh mục, có tu sĩ cũng khá đông người Việt Nam. Xin Đức Tổng có lời gì chia sẻ hoặc nhắn nhủ tới cộng đồng Công giáo Việt Nam của chúng con? Tôi nghe nói là tất cả quý vị khán giả không phải là Công giáo hết, nhưng mà nhiều người rất có thiện cảm với Công giáo, thì tôi cũng rất biết ơn. Đặc biệt cho người Công giáo thì năm nay chúng ta là đang mừng năm thánh về lòng Chúa thương xót. Vậy tôi ở đây trong cái họ đạo với các cha, các giáo dân ở đây, thì chúng ta cũng mừng Đại hội Thánh Mẫu, nhưng mà cũng có đề cập đến vấn đề lòng Chúa thương xót. Thì chúng ta cũng thực tập làm sao sống bác ái, biết thương yêu lẫn nhau. Đó là cái tình yêu của Thiên Chúa. Và không những là người Công giáo, nhưng mà những người khác cũng biết bác ái. Tôi biết là bên Phật giáo cái sự từ thiện cũng là rất quý giá. Thành ra đó là những cái giá trị rất là cao quý. Và chúc tất cả mọi người đều được an bình và mạnh khỏe. Vâng, đại diện cho Tuyên Lý Đoàn,
cũng như cộng đồng về Công giáo Việt Nam tại Tổng giáo phận Sydney. Chúng con cảm ơn Đức Khẩm Sứ, Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Phê-rô Nguyễn Văn Tốt. Mà nếu ở Việt Nam chúng ta thấy những kỳ mà Đức Khẩm Sứ Henri Domet tới đâu là chúng ta được nghỉ, rất là quan trọng vì việc Ngài là đại diện Đức Giáo Hoàng. Do đó mà chúng con rất là cảm ơn Đức Tổng giám mục đến đây vì chúng con với vai trò là Sứ Thần Tòa Thánh tại Sri Lanka và đồng thời đến chia sẻ với chúng con những cái tâm tư và những cái niềm vui, đặc biệt là với tư cách sứ thần tại Sri Lanka. Chúng con cảm ơn Đức Tổng rất nhiều và chúng con chúc những ngày ở tại Úc Châu chúng con Đức Tổng được khỏe mạnh và được tràn đầy ơn của Chúa. Chúng con xin cảm ơn Đức Tổng. Cảm ơn cha Chi. Vâng, vì thời gian có hạn, con xin Đức Tổng và cha Văn Chi gửi lời chào đến quý khán giả của Việt Catholic. Thôi cảm ơn tất cả quý vị. Hy vọng là chúng ta có dịp, hoặc là tôi đến thăm, hoặc là quý vị có thể có dịp nào chúng ta gặp nhau được thì tôi rất là hân hạnh. Vâng, một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị khán giả của Việt Catholic. Để hôm nay chúng ta hiểu được Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Khâm Sứ, rồi chúng ta hiểu được cái Tích Lan, cái Sri Lanka, rồi chúng ta hiểu được tình hình toàn bộ cái nơi mà Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt thân yêu của chúng ta làm khâm sứ tòa thánh, làm sứ thần tòa thánh tại đó. Và lần nữa xin cảm ơn quý vị khán giả của Việt Catholic đã lắng nghe.